Lạy Chúa kính yêu của chúng con, là Đức Chúa Trời mà chúng con đang thờ phượng và hầu việc Ngài. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều với tình yêu thương xót lớn lao mà Ngài dành cho mỗi chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con mỗi tối thứ sáu chúng con được đến để thờ phượng Ngài. Lòng chúng con vui mừng vì chúng con được ra mắt Chúa, chúng con được gặp gỡ Ngài và chúng con cũng được nghe lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì cho mỗi đời sống của chúng con là con cái của Ngài được Chúa gìn giữ bảo vệ chăm sóc và được cứu, thì chúng con phải biết ơn Chúa để chúng con chuẩn bị sẵn sàng để khi Chúa kêu gọi thì chúng con cũng phải vâng lời và sẵn sàng ra đi. Chúa ơi, cũng giống như Philip khi xưa Chúa đã kêu gọi ông là ông sẵn sàng ra đi hầu việc Ngài. Ông đi ra giảng lời Chúa và ông trở thành hàng truyền giáo. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con cũng phải tiếp nối công việc của Chúa để con chứng nhân cho Ngài một cách giản dị mạnh mẽ. Dù gặp thời hay không gặp thời, chúng con cũng phải nói như Phao-lô, nếu chúng con không nói về Chúa thì lửa như thiêu đốt trong lòng chúng con. Cho nên chúng con giản dị mạnh mẽ và rao báo tin lành của Chúa để đem nhiều người đến với Ngài trong năm mới này. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng. Rồi chúng con cũng biết rằng Chúa chúng con thép lạ, Chúa làm thép lạ xảy ra khi xưa để cho những người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi. Thì ngày hôm nay con cầu xin Chúa thép lạ của Ngài xảy ra nơi nhà cầu nguyện này để nhiều người họ biết quyền năng của Chúa và đồn ra khắp các tiểu bang, hầu cho đạo của Chúa càng ngày càng phát triển và Chúa người ta sẽ biết đến Chúa nhiều mà họ đến đây để thờ phượng Ngài. Với chúng con, chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Ơi, chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài ban phước trong năm mới này, Chúa cho mỗi người chúng con là con cái của Ngài gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, để khi chúng con gặp gỡ Ngài thì chúng con thấy ơn của Ngài càng ở trên chúng con và chúng con sẽ tiếp tục thờ phượng và phục vụ Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Xin Chúa Ngài cảm ơn Chúa vì một năm qua Chúa cũng gìn giữ hết thảy hội thánh của Chúa, hội thánh truyền giả tiếng Anh và hội thánh truyền giả tiếng Việt cũng được sự bình an. Và cầu xin Chúa trong năm mới này Chúa thăm viếng và Chúa ban phước để hội hai hội thánh được sự phát triển, nhiều người thêm vào hội thánh Chúa vui mừng thờ phượng Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Cầu xin Chúa Ngài cũng ban phước cho hết thảy mỗi một con cái của Ngài đang mặt ở nơi nhà cầu nguyện này, thêm sức ban ơn trong năm mới này để chúng con được sự bình an khỏe mạnh và tiếp tục thờ phượng Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Chúa cũng ban phước cho những mục sư cho xưa và có nhiều người đến để góp phần hầu việc Ngài với tới tớ của Ngài hầu gây dựng phát triển công việc Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Ôi, con cũng cầu xin Chúa ngày nhớ đến ngày mai có buổi truyền giảng ở lều trại mỗi tối, mỗi sáng thứ bảy mỗi tuần. Xin Chúa Ngài ban phước nhiều, Chúa cho thời tiết cận ráo, nhiều người sẽ đến tham dự và qua đó cũng đầy ơn kinh cho Chúa. Sẽ tớ của Ngài chia sẻ lời Chúa để bắt phục họ, nghe họ hiểu và tin nhận Ngài. Nhiều người sẽ đến với Ngài, thờ phượng Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Chúng con dân thì giờ đang còn lại trong sự tể vị ban phước của Ngài. Và khi chúng con ra về làm chúng con vui mừng, ấn thở, chúng con tiếp tục để thờ phượng Ngài và góp phần phục vụ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.